Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin VNews ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau bao ngày chờ đợi, giải golf mùa xuân mở màn cho hệ thống giải đấu của hội golf Hải Phòng đã chính thức khởi tranh. Giải đấu dự kiến quy tụ đông đảo các golfer nhất từ trước đến nay. Giải vô địch hội golf Hải Phòng là giải đấu dành cho tất cả các hội viên của hội golf Hải Phòng nhằm giao lưu, kết nối, tạo sự đoàn kết cũng như xây dựng phong trào chơi golf lành mạnh của hội golf Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên ban chấp hành với lại hội golf Hải Phòng này tổ chức một cái giải. Thế thì sau này nó sẽ là giải thường niên. Thế thì lần đầu tiên thì thấy là cái lan tỏa cũng tương đối tốt. Như ngày hôm nay này cũng mấy trăm golfer thi đấu ngày hôm nay, ngày mai để cắt và sẽ thi đấu ngày chủ nhật, dự tính là khoảng hơn 300 golfer vào ngày chủ nhật để đánh ngày vòng chung kết. Thấy là tinh thần anh em golfer Hải Phòng rất là hào hứng. Anh em là rất là phấn khởi, hôm nay đi ra thì thấy mọi người muốn là đánh cả 3 ngày cơ, nhưng mà quy chế là chỉ được đánh ngày mỗi một ngày vòng ngoại và sau đó kết điểm vào chung kết cũng là một cái khác lạ của Hải Phòng. Hy vọng là qua cái giải này thì cái phong trào gôn của Hải Phòng cũng sẽ phát triển hơn. Đấy thì cũng rất may được sự tài trợ và sự giúp đỡ của WHL và các đơn vị tài trợ nên là dẫn đến là hội golf cũng đã mạnh dạn để làm một cái giải lớn như thế này. Đây là giải đầu tiên lớn như này. Các golfer thi đấu được chia làm 5 bảng A, B, C, D và bảng nữ. Bên cạnh các giải thưởng Best Net, Best Gross và nhất nhì ba các bảng, các golfer còn có cơ hội nhận được những giải hole in one giá trị gồm 2 xe ô tô VinFast VF7 và VF9 với tổng giá trị 3,5 tỷ đồng tại các hố 8A và 8B. 4 bộ gậy PGA trị giá 1,3 tỷ đồng tại các hố 5A, 13A, 4B, 13B và giải thưởng tiền mặt trị giá 1,6 tỷ đồng. Tổng giá trị giải thưởng hole in one lên tới 6,4 tỷ đồng. Đây là cũng là cái lần thứ hai mà tham gia cái hội giải đấu của hội golf Hải Phòng. Thực ra là một cái giải đấu khá là uy tín. Rồi cũng theo quy tụ rất nhiều golfer ở trong hội viên, ở trong hội golf và mình cảm thấy rất tuyệt vời. Tôi thấy là một cái giải mà có thể nói là vô cùng tuyệt vời. Hội golf Hải Phòng, các lãnh đạo của hội golf cũng như là các anh em trong ban tổ chức của giải đã tổ chức lên một cái giải mà vô cùng ý nghĩa. Đây là một sân chơi cho tất cả những người yêu bộ môn golf. Đến với giải thì chúng tôi được rất là nhiều trải nghiệm cũng như là được giao lưu với các golfer tất cả các cấp bậc. Tại giải đấu này, các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy, tính điểm gross và điểm net dựa trên handicap chính thức. Giải đấu được chia làm 3 ngày thi đấu. Ngày 22 và 23 tháng 3 là 2 ngày vòng thi đấu loại, mỗi vòng có 160 golfer. Ban tổ chức sẽ chọn ra 240 golfer có thành tích tốt nhất để thi đấu vòng chung kết diễn ra vào ngày 24 tháng 3. Cả 3 ngày diễn ra giải đấu đều được live score trên các nền tảng của VKF Group. Giải vô địch hội golf Hải Phòng 2024 là giải đấu do hội golf Hải Phòng phối hợp cùng với VKF Booking tổ chức, một đơn vị cung cấp đầy đủ các dịch vụ golf ở Việt Nam. Không chỉ chỉn chu trong công tác tổ chức, mà hội golf Hải Phòng cũng rất đầu tư trong việc chuẩn bị bộ cúp cũng như trang phục thi đấu cho các golfer. Đây là một cái giải đấu theo quan điểm của chúng tôi là cái ngày hội của hội golf Hải Phòng của những cái hội viên mới tham gia cũng như cái hội viên lâu năm. Chính vì thế thì cúp chúng tôi đã được đặt từ nước ngoài lấy chủ đề là Hải Phòng với sự phát triển về kinh tế biển mang cái màu xanh nước biển. Cúp được cao 68 cm và có cái chân đế được logo được thiết kế riêng cho cái giải lần này. Thế thì màu xanh của trang phục thi đấu là màu chủ đạo, màu xanh nước biển. Trên cái vai trái và cái mũ trái là cái tên và vận động viên, cũng như là bên tay áo trái là tên của giải đấu Hải Phòng Championship 2024. Trên cái mũ thì có logo của hội golf Hải Phòng và bên cái tay trái thì cũng có cái logo của giải đấu, tên giải đấu là Hải Phòng Golf Championship 2024. Hôm nay trên sân golf Tam Đảo, Ping đã tổ chức họp báo để cho ra mắt và giới thiệu đến các golfer các dòng sản phẩm mới của mình. Độc đáo nhất phải kể đến là màn ra mắt của thương hiệu Voice Caddy. Dựa trên ý tưởng về việc thiết kế gậy golf dễ điều khiển hơn và dễ đánh hơn, Ping tiếp tục cho ra mắt hai mẫu gậy mới là Driver G430 Max 10K và Wedge S159. Dòng Driver có chỉ số MOI cao nhất, ổn định nhất và thẳng nhất cho đến nay.
Mẫu gậy Wedge S159 mang lại độ xoáy và khả năng kiểm soát bóng cho các golfer ở các cú đánh tiếp cận green cũng như các tình huống xử lý xung quanh green. Ngoài ra, Ping cũng bổ sung thêm 5 mẫu gậy mới cho dòng gậy POD Mill đã được chứng minh trên các giải đấu lớn như DS72, sự lựa chọn của nhà vô địch FedEx Cup 2023 Victor Hovland. Answer 2D và Oslo 3 là những thiết kế có MOI cao. Và Ali Blue 4 là thiết kế mallet đa vật liệu mang lại tính ổn định và an toàn tối đa, cùng với các tính năng ngắm hướng. Các golfer còn có thể cá nhân hóa thông qua các điều chỉnh về vạch định hướng, màu sơn chi tiết chữ và vạch, yếu tố về đồ họa và màu sơn ở phần grip. Đặc biệt nhất là màn ra mắt chính thức ở thị trường Việt Nam của Voice Caddy, một thương hiệu thiết bị golf tới từ Hàn Quốc với các dòng máy đo khoảng cách bằng GPS và laser và thiết bị theo dõi phân tích tối ưu về tốc độ, đường bóng bay. Các thiết bị của Voice Caddy hứa hẹn sẽ là những trợ thủ đắc lực cùng các golfer Việt Nam nâng cấp các vòng đấu golf của mình. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, trong ngày thi đấu đầu tiên tại Valspar Championship, Kevin Streelman đã có 10 lần liên tiếp đưa bóng vào hố chỉ với một gậy putt để xuất sắc vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Kevin Streelman đã tận dụng thời tiết tuyệt đẹp để ghi điểm birdie trên cả 4 hố par 5 trên sân Copperhead tại Innisbrook. Xuyên suốt cả vòng đấu, Streelman chỉ cần thực hiện 24 cú putt để hoàn thành vòng đấu bogey free và mang về số điểm 64 gậy âm 7. Golfer người Mỹ Kevin Roy đã ghi được đến 8 birdie nhưng lại mắc phải hai lỗi bogey đáng tiếc ở hố 16 và hố 7. Do đó anh đang tạm xếp ở vị trí thứ 2 với kết quả 65 gậy âm 6. Carl Johan gia nhập cùng Adam Svensson và Peter Malnati ở vị trí đồng hạng 3 với điểm âm 5. Xander Schofield và Justin Thomas đều đánh được 68 gậy và hòa ở vị trí thứ 13. Vòng 2 diễn ra vào ngày thứ 6 sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho các golfer với điều kiện thời tiết được dự báo là sẽ có mưa và gió giật với tốc độ 30 dặm/giờ. Soyeon Ryu đã đăng một thông báo trên Instagram vào hôm thứ Năm rằng mình sẽ dự định giải nghệ sau Chevron Championship năm nay. Soyeon Ryu đã tuyên bố giải nghệ golf chuyên nghiệp sau giải Chevron Championship diễn ra vào tháng sau. Tay golf 33 tuổi đã tiết lộ quyết định này trên Instagram thông qua một bức thư tay dài 2 trang. Golfer người Hàn Quốc chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2007 sau khi giành huy chương vàng ở nội dung cá nhân và đồng đội tại Asian Games 2006. Sau đó, cô tiếp tục giành được hơn 20 danh hiệu ở cấp độ chuyên nghiệp, bao gồm US Women's Open và ANA Inspiration. Cả hai chiến thắng Major của Soyeon Ryu đều đến sau loạt trận playoff. Cô đã đánh bại người đồng hương Sohee Kyung tại US Women's Open 2011 sau 3 hố đấu và vượt qua Lexi Thompson tại ANA Inspiration 2017. Soyeon Ryu đã giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới trong 19 tuần, từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2017. Cô cũng từng giành được danh hiệu golfer xuất sắc nhất năm và Annika Major Award năm 2017. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Xin cảm ơn công ty cổ phần giải pháp công nghệ trí tuệ nhân tạo thế hệ mới AI Clip đã tài trợ MC cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.